Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Khắp đầu ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ năm rồi. Và hôm nay đây chúng ta có rất nhiều tin tức cho nên chúng ta hãy bắt đầu đi. Thì các bạn đã nhìn thấy được trên màn hình đó, thì giá của BTC hiện bây giờ là khoảng 51.400 đô. Cái mức giá này nó không khác nhiều so với ngày hôm qua. Và thật ra khi mà các bạn nhìn vào biểu đồ của nến ngày đó thì trong vòng khoảng chỉ một tuần qua đó giá cũng cỡ này các bạn ngày nào cũng cỡ là từ 51 tới 52 nhưng mà khi chúng ta zoom vào giống như là biểu đồ của nến giờ đó các bạn sẽ nhìn thấy được là mỗi ngày trong vòng một ngày đó thì cái giá cũng khá là dao động các bạn chúng ta nhìn thấy được là cái giá có thể lên tới cái mức cao là khoảng 53.000 đô hay là xuống cái mức thấp đó giống như ngày hôm nay là khoảng 50.600 đô và ngày nào cũng vậy thì tại sao vậy các bạn đây là điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn chúng ta cũng đã từng nói đến ngày hôm qua khi mà chúng ta nhìn vào cái tài liệu liên quan đến cái số lượng lệnh đòn bẩy dựa theo crypto khoan chúng ta cũng đã biết là có rất nhiều lệnh đòn bẩy trên thị trường hiện tại. Hôm nay nay chúng ta hãy nhìn sâu hơn một chút. thì chúng ta có thể nhìn thấy được ngày hôm qua thường đã chia sẻ là cái số lệnh đòn bẩy cũng đã có cái sự tăng trưởng đáng kể từ đầu năm tới bây giờ, nhất là ngay sau khi mà có bitcoin spot ETF các bạn cái đường màu xanh trên màn hình. cái này chúng ta đã nói tới ngày hôm qua rồi. thì chúng ta cũng có một cái bài viết được đăng ngày hôm qua đó bởi crypto slly thì Crypto Sleeve cho thấy được là tính cho tới ngày hôm qua chúng ta có khoảng là 1 tỷ đô la cái mức giá liên quan tới định số có thể bị thanh lý nếu như mà giá Bitcoin tăng lên hơn 52.400 đô thì hôm nay đó Thuận đã dành một ít thời gian để mà xem tài liệu từ con class các bạn Thì có hai điều tôi muốn chia sẻ với các bạn Đầu tiên hết đó, trên màn hình Cái này nó gọi là biểu đồ liquidation Nghĩa là cái biểu đồ thanh lý các bạn Và chúng ta nhìn thấy được là ở bên tay trái đó Là cái số lượng định bị thanh lý khi mà giá xuống Và đương nhiên ở bên tay phải là cái số lượng định bị thanh lý khi mà giá tăng lên Có nghĩa là chúng ta có long và bên short đó các bạn Thì khi mà chúng ta có nhiều lệnh đồng bài như thế này đã Giá cả trong dòng thời gian này sẽ có cái sự dao động Cái này chúng ta cũng đã từng nói đến trong video ngày hôm qua cho nên cái mà thu mua các bạn hiểu nhất là như bằng nào mà đầu tư dài hạn đó thì chúng ta cũng nên có sự chuẩn bị cho cái sự dao động này khi mà nó xảy ra hàng ngày để chúng ta cũng không cần phải quá bất ngờ nhất là trong cái tình hình mà có nhiều lệnh đòn bậy như thế này nhưng mà khi chúng ta nhìn vào cái biểu đồ thanh lý đó thì nó thay đổi liên tục nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là cái tài liệu hiện ngay bây giờ cái lúc mà thuận làm video này đó thì các bạn thấy được là tổng cái số lệnh thanh lý là bao nhiêu nếu như mà chúng ta nhìn thấy được là giá xuống tới cái mức là khoảng 48.900 một đó chúng ta sẽ có đâu đó khoảng chừng là 1 tỷ 7 đô la lệnh lon bị thanh lý và chúng ta nhìn vào bên kia đó thì chúng ta nhìn thấy được là nếu như mà giá tăng lên tới cái mức là khoảng 53.800 đô đó chúng ta cũng có cái số lượng tương tự khoảng chừng là 1 tỷ 7 đô la lệnh số sẽ bị thanh lý. Đương nhiên cái này là cái số lượng lệnh bị thanh lý tổng các bạn không phải là ngay cái mức đó có cái số lượng lớn bị thanh lý nhưng mà chúng ta nhìn thấy được trên màn hình đó, mỗi lần mà giá giả sử như đi xuống đi thì càng đi xuống chúng ta thấy được là những lệnh này bị thanh lý bị thanh lý từ từ nhưng mà nếu như mà chúng ta không có gì thay đổi đó tất cả cũng như vậy trên thực tế đó nó sẽ thay đổi rất là nhiều các bạn tại vì khi mà giá xuống đó thì chúng ta thấy được là có nhiều lệnh bị thanh lý ở cái vùng này dẫn đến là một số người mà họ đang lo có thể là họ sẽ đóng lệnh của họ và ngược lại khi mà chúng ta thấy được cái giá đi xuống đó một số người mà họ đang short thì họ cũng có thể đóng lệnh của họ chút lời và ngược lại cũng có thể xảy ra các bạn khi mà giá tăng lên thì chúng ta có nhìn thấy được là có thể có nhiều lệnh sốt sẽ đóng lại trước khi mà họ bị thanh lý hoặc là chúng ta nhìn thấy được là nhiều cái lệnh lon họ cũng sẽ chốt lời khi mà giá tăng lên cho nên nó thay đổi liên tục nhất là khi mà giá cả dao động nhưng mà cái các bạn nên hiểu đó là khi mà giả sử giá xuống đi thì xuống chúng ta nhìn thấy được là có nhiều lệnh bị thanh lý từ từ cái mức chúng ta nói tới một tỷ bảy là cái mức tổng mà thôi thuận chia sẻ để nhiều bạn thì hỏi là nếu như vậy có phải là sàn chỉ cần là đẩy giá xuống cái mức là 48.000 đô để mà lấy một tỷ bảy này rồi sau đó đẩy giá lên tới mức là khoảng 53.800 đô để lấy cái một tỷ bảy còn lại thì cái đó là trên lý thuyết mà thôi các bạn chứ còn trên thực tế đó thì nó sẽ khác hơn rất là nhiều nhưng mà đây có thể là lý do tại sao mà chúng ta nhìn thấy được là giá Bitcoin không gần đây đó nó trong cái phạm vi là từ 50 tới 52.000 đô mà chúng ta không có tiếp tục thấy đẩy hơn cái mức là 52.000 đô nhiều. Mặc dù chúng ta nhìn thấy được là ngày hôm qua đó đã có một cái thời điểm cực kỳ ngắn các bạn. Giá Bitcoin đã được cái mức là 53.000 đô nhưng mà đã nhanh chóng bị đẩy ngược trở xuống từ mức 53.000 đô mà đẩy ngược trở xuống cái mức là 50.700 đô trong vòng chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi các bạn, trong vòng khoảng chừng là 4 5 tiếng đồng hồ thôi. Thì cái mức dao động này nó rất là lớn các bạn. Tuy chúng ta nhìn giá hàng ngày đó thì nó không có phải là dao động nhiều nhưng mà chúng ta nhìn vào ở trong một ngày đó đó thì có sự dao động rất là lớn có thể tại vì chúng ta đang có rất nhiều lệnh đòn bẩy và nó cả hai bên như thế này thì ngay thời điểm này là nếu chúng ta hỏi là cái số lệnh đòn bẩy đang nghiêng về bên nào lon hay là số thì trong vòng một giờ qua đi refresh thì các bạn thấy con số mới hơn thì chúng ta nhìn thấy được là tính những sàn lớn như là các bạn nhìn thấy là sàn Binance, OKX, DYDX, Binx, Bitgate vân vân thì chúng ta trong vòng khoảng chừng một giờ qua đi tính cái số nó mới hơn thì chúng ta thấy là có 51.1% là nhiên về lệnh long và phần còn lại là lệnh short vẫn nhiên về lệnh long nhiều hơn một chút các bạn nhưng mà trong vòng 24 giờ qua đó thì các bạn nhìn thấy được là cái số lượng lệnh short thì nhiều hơn một chút ở 50.39% Còn lệnh long là 49.6 Thì nói chung ra hai bên gần như cưng bằng nhau ở thời điểm hiện tại không biết là giá sẽ đi về xu hướng nào các bạn nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là nếu như mà giá có một cái sự di chuyển nhanh thì sẽ dẫn đến rất nhiều lệnh bị thanh lý hiện tại cho dù là tăng hay là giảm sẽ dẫn tới hiện tượng long squeeze hay là short squeeze ngay bây giờ đó chúng ta vẫn đang nằm ở chính giữa chưa có nghiêng về bên nào hết và đây là cái tài liệu đại diện cho ba sàn lớn trong đó chúng ta có sàn binance okx và bybit nó có nhiều sàn khác nữa các bạn nhưng mà không có tài liệu ở đây giống như chúng ta nói tới là binance bitgate hay là cái sàn mà có nhiều cá voi xuất hiện giống như là sàn bitfinex thì cũng không có mặt ở đây các bạn đây là đại diện chỉ có ba sàn như thường duy chia sẻ mà thôi đây là các phần đầu thủ muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến tình hình của cái phần trăm lệnh đòn bậy hiện bây giờ như thế nào và tại sao chúng ta lại thấy cái giá dao động trong ngày như vậy chúng ta cũng có thể nhìn vào một cái tài liệu khác nữa đó chính là cái phần trăm có lời bây giờ ra sao các bạn thì với cái mức giá hiện bây giờ đó chúng ta nhìn thấy được là cái phần trăm có lời update ngày hôm nay đã dựa theo classno là ở mức 93.27 phần trăm thì coi như nguội lên một chút các bạn hôm qua là 94.49 thì đương nhiên ngày hôm qua đó, cái mức giá nó tốt hơn hôm nay một chút thì bây giờ ở mức là 51.400 đô đó thì chúng ta nhìn thấy được là mức là khoảng khoảng 93% hiện tại. Coi như cũng cao các bạn nhưng mà chúng ta vẫn chưa đi vào cái vùng màu đỏ. Đó là cái tình hình của phần trăm có lời. Chúng ta hãy nhìn vào tình hình của Bitcoin Spot ETF đi thì ngày hôm qua đã kết thúc ra sao? Hôm qua là một ngày mà có cái khối lượng giao dịch cực kỳ cực kỳ cao các bạn. Như đã thường chia sẻ trong video ngày hôm qua đó, cái khối lượng giao dịch của Bitcoin Spot ETF ngày hôm qua đó đã đi vào cái phần là top 10 của tất cả ETF trên thị trường và top 20 của tất cả cổ phiếu. Giao dịch cực kỳ cao. Nhưng mà tới cuối cùng đó thì cái dòng tiền các bạn nhìn thấy được là kết thúc ở mức là dương, vẫn là cái dòng tiền đi vào thị trường này nghĩa là có nhiều người mua hơn là nhiều người bán. Nhưng mà ở mức là 135 triệu thì khi mà các bạn so sánh với lại cái tuần trước đó đó các bạn thấy được ngày nào cũng có 400 triệu, 500 triệu triệu, 600 triệu Thì cái mức của ngày hôm qua tuy là vẫn tốt các bạn Nhưng mà rõ ràng đã nguội lại so với tuần trước đó Đương nhiên hôm qua là cái ngày mở đầu sau khi mà có ngày lễ Hoa Kỳ ngày thứ hai là ngày lễ tổng thống Hôm qua là ngày trading đầu tiên để xem coi hôm nay như thế nào Nhưng mà một điều khác nào thì nhận ra được đâu ngoại trừ việc là cái dòng tiền nguội lại có một điều khác nữa đó chính là cái dòng tiền bán của Rayscale đó thì lại tăng lên các bạn các bạn đã nhớ là tuần vừa rồi đó chúng ta trở về cái mức là chỉ có khoảng chừng 50 triệu 70 triệu số lượng bán bởi Rayscale mà thôi nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là bắt đầu khoảng chừng là 4 ngày qua đó dòng tiền tăng lên từ 130 tới 170 và ngày hôm nay đó để Hùng chia sẻ một lát nữa với các bạn con số là 199 triệu thì chuyện gì đang xảy ra tại sao chúng ta lại thấy được là Grayscale lại có cái sự tăng tốc bán trở lại ai đang bán chúng ta sẽ nói tới điều này một lát nữa và một điều khác nữa thì cái volume giao dịch ngày hôm qua nó cao như vậy thì tại sao ai đang giao dịch nhưng mà tại sao tới cuối cùng nó dòng tiền lại không có nhiều như chúng ta nghĩ thì trước hết chúng ta hãy nói tới cái volume giao dịch đi tại vì hôm qua là một ngày mà chúng ta có cái volume rất là lớn nhất là chúng ta nói tới một trong những cái quỹ Bitcoin Spot ETF là cái quỹ của Venex có cái ký hiệu là hodl thì cái quỹ này là một cái quỹ mà không có nhiều giao dịch bình thường rồi các bạn hôm qua đó chúng ta nhìn thấy là cái khối giao dịch nhưng lên tới mười mấy lần hôm nay đã trở lại bình thường rồi các bạn có thể nhìn thấy được cái biểu đồ này đó đây là cái đại diện cho cái volume nhẹ hôm qua các bạn tăng từ cái mức là khoảng tám triệu sáu lên tới hôm qua đã kết thúc tới 400 triệu giao dịch các bạn hôm nay đã trở về cái mức bình thường là khoảng 8 triệu 6 thì câu hỏi là chuyện gì đã xảy ra vậy thì có một người các bạn một người này đã có tên là Dave Nadick thì người này cũng đã tìm hiểu kỹ hơn và cũng đã cho chúng ta một câu trả lời thông cảm thấy có trọng lượng đó chính là ngày hôm qua đó cái khối lượng giao dịch mà chúng ta nhìn thấy đó chính là cái khối lượng giao dịch đến từ một ai đó đang sử dụng một cái gọi là algo bot trading hay là dùng bot để mà giao dịch theo công thức và lý do tại sao chúng ta biết là tại vì khi mà nhìn vào những cái dữ liệu trade đó chúng ta có thể nhìn bên dưới này chúng ta nhìn thấy được đây là một những ví dụ các bạn có thể nhìn thấy một điều thứ nhất là chúng ta nhìn thấy được là cái khối lượng giao dịch rất là thấp giống như là 0.06 0.05 thậm chí là 0.01 các bạn cái khối lượng cực kỳ thấp nhưng mà các bạn nhìn thấy được là bên cái chữ time nó nghĩa là thời gian thì nó gần như là bằng nhau các bạn giống như chúng ta nhìn thấy được là à uh, 15 giờ 19 phút 16 giây rồi 15 giờ 19 phút 16 giây 15 giờ 19 phút 4 giây 15 giờ 19 phút 1 giây nó giao dịch rất, rất là gần nhau và kế đó nữa các bạn nhìn thấy được là cái giá mà giao dịch thì khác nhau chỉ khoảng chừng là một cent tới nửa cent mà thôi giống như các bạn nhìn thấy được là 59 đô rồi 58.99 rồi 58.995 các bạn có thể nhìn thấy được những giao dịch này đó nó có rất là nhiều và nó không có bình thường các bạn tại vì người bình thường nó làm sao chúng ta có thể uh, giao dịch nhanh tới như vậy trong vòng chỉ có một giây thôi các bạn nhìn thấy được là có thể có hai ba giao dịch trong vòng một giây và giao dịch liên tục như vậy và cái mức giá đó thì nó cũng chênh lệch nhau chỉ có một cent hay nửa cent mà thôi và cái volume rất là thấp thì ai lại làm như vậy thì câu trả lời đó chỉ có thể là algo bot trading mà thôi thì algo bot trading là gì các bạn đây là một cái bot dùng để mà giao dịch theo công thức nó đã có trên thị trường nhiều năm rồi các bạn và sử dụng phần lớn đó là trong thị trường chứng khoán và sử dụng bởi những công ty tài chính lớn trên thị trường thì có thể hiểu như thế này khi mà các bạn sử dụng phân tích kỹ thuật cho sự các bạn nói là khi mà hiện tượng này xảy ra hay là khi mà cái chỉ số kia xuất hiện thì các bạn sẽ mua hoặc là bán dựa theo cái quy định các bạn đã đặt ra rồi khi mà điều đó xảy ra đó các bạn sẽ vào cái danh mục các bạn và các bạn sẽ bắt đầu mua bán theo cái quy định các bạn đặt ra trước đây nhưng mà khi các bạn sử dụng bot thì nó cũng sẽ làm như vậy các bạn nhưng mà nó làm nhanh hơn rất là nhiều và nó có thể là rất là phức tạp giống như là không chỉ là các bạn nói chỉ số này chỉ số kia xuất hiện thì sẽ mua hay là bán mà những cái algo bot trading này đó nó có thể phức tạp hơn rất là nhiều bằng cách là họ có thể kết nối với lại nhiều cái nguồn dữ liệu khác nhau, nhiều cái API thậm chí kết nối trực tiếp với những cái chỉ số đến từ Fed luôn các bạn. Cho nên khi chúng ta nhìn vào thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ đó khi mà tin tức ra thì hầu như ngay lập tức luôn các bạn, giống như là không tới một giây thì giá đã ngay lập tức phản ứng rồi tại vì sao? Tại vì rất nhiều những cái công ty trading họ cũng kết nối những cái API như thế này và khi mà những con bot này nhìn thấy được tin tức họ có thể thậm chí là scan những cái thông tin như là liên quan đến là công ty họ công báo quý 4 những cái con robot này họ có thể là thậm chí nghe và dịch ra bằng chữ và sau đó biết là những gì được chia sẻ là bonus hay bearish, là họ tự trading luôn và họ trade rất là nhiều các bạn tại vì họ trade trên nhiều cái sàn khác nhau cùng một cổ phiếu đó để cho làm gì các bạn để cho tối ưu có thể là cái sàn này hay sàn kia đó thì có tin tức chậm hơn cho dù là chậm hơn chỉ nửa giây thôi thì họ cũng có thể là kiếm được lợi nhuận tại vì họ trade rất là nhanh và trade rất là nhiều và có ai đó đang thử nghiệm những cái algo bot như thế này ở trên thị trường crypto các bạn chúng ta nhìn thấy được là họ đã thử nghiệm với lại cái chỉ số đồ ngày hôm qua của Vanak cho nên chúng ta mới thấy cái hiện tượng nó xảy ra. Thì đây là một cái dấu hiệu cho thấy là chúng ta đã thực sự bắt đầu thấy có rất nhiều cá voi lớn ẩn thân đã từ từ xuất hiện ở trong thị trường này rồi. Và có một câu chuyện rất là thú vị các bạn. Trước đây đó thì chúng ta đã biết là cái nơi mà giao dịch chứng khoán lớn đó chính là sàn chứng khoán New York, New York Stock Exchange. Thì ở trong cái sàn chứng khoán đó đó có một cái server các bạn, một cái máy chính thì để có thể trade nhanh nhất Tại vì khi các bạn thấy được là những công ty trading nó họ cạnh tranh với nhau Chỉ cần là chậm giống như thường nói là một phần 10 giây thôi là có thể là không kiếm được lợi nhuận Tại vì họ kiếm lợi nhuận từ cái con số rất nhỏ và truy rất là nhiều như là các bạn nhìn thấy những gì đã xảy ra ngày hôm qua thì để có thể có được cái tốc độ đó thì họ sẽ mướn những cái nơi mà để server trading của họ càng gần cái new york stock exchange càng tốt các bạn dẫn đến là có một cái cơn sốt là những cái phòng nhỏ xíu thôi nhưng mà rất là gần new york stock exchange thì lại được cho mướn với giá rất là cao các bạn lên tới con số cực kỳ kinh khủng tại vì những công ty này đó họ trả chỉ để mướn một cái phòng nho nhỏ thôi chỉ để đủ cái server của họ để có thể là kết nối với lại cái máy chính của New York Tech Exchange càng gần càng tốt tại vì càng gần nó tốc độ càng nhanh các bạn nhưng mà nào mà sử dụng máy vi tính cũng vậy khi mà các bạn kết nối thông qua wifi thì tốc độ các bạn sẽ không thể nào nhanh bằng một ai đó kết nối trực tiếp vào một cái dây ngắn vào cái modem thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều không thể nào các bạn có thể nhanh hơn được và dẫn đến một cái sự cạnh tranh như vậy và đương nhiên có nhiều người nói là không công bằng tại vì tôi là một cái công ty trading mới thì tôi không mướn được những cái chỗ đó thì tôi không thể nào mà có thể tiếp cận được với cái máy chủ nhanh như vậy thì lúc nào tôi cũng sẽ không nhanh bằng họ tới cuối cùng đó thì sàn chứng khoán cũng đang nghĩ là một cách xử lý đó chính là tất cả những công ty này cho dù các bạn ở gần hay là xa ra thì đều sử dụng cùng một cái chiều dài dây kết nối hết. có nghĩa là các bạn có thể là ở sát bên cũng vô dụng tại vì dây kết nối của các bạn cũng sẽ dài. và một công ty ở xa hơn thì sẽ dẫn đến là không có chuyện là một công ty có thể tiếp cận nhanh hơn là công ty kia các bạn. rồi sau đó chúng ta mới có những cái algo bot trading này xuất hiện và nó là một phần lớn của thị trường chứng khoán hiện tại và nó cung cấp tính thanh khoản và chúng ta đang chứng kiến điều đó xảy ra với là crypto. cái này nó bullish hay là bearish các bạn nó không phải bullish và cũng không phải bearish đây là một cái sự tiến hóa bình thường mà thôi các bạn Bitcoin Smart ETF đã có rồi và nhìn một cách tích cực đó thì có nhiều những cái công ty trading có thể họ đang nhìn vào sản phẩm Bitcoin Spot ETF là một sản phẩm mà sẽ tồn tại lâu dài, có cái sự hứng thú, có cái volume lớn dài hạn cho nên họ mới bắt đầu tạo ra những cái algo bot trading này để có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Họ chấp nhận thử nghiệm bỏ tiền ra để có thể tạo ra những con bot này chỉ vì họ tin là thị trường sẽ tồn tại lâu dài, đó là cái cách nghĩ tích cực về những gì xảy ra ngày hôm qua nhưng mà đến cuối cùng đó, điều quan trọng nhất là không phải trade bao nhiêu các bạn mà là dòng tiền như thế nào dòng tiền tính cho đến ngày hôm qua đó vẫn là dòng tiền dương và cho dù chúng ta nói là cái dòng tiền vào đã chậm lại nhưng mà khi mà chúng ta đổi ra BTC đó thì vẫn không hề nhỏ các bạn chúng ta nhìn thấy được là ngày hôm qua tuy là chỉ có 135 triệu đi vào thị trường này thôi nhưng mà quy ra Bitcoin đó là ở mức là 2.606 Bitcoin các bạn nên nhớ là chỉ có 900 Bitcoin được đào ra ở thời điểm hiện tại mà thôi. Và tới tháng 4 đó khi mà có Bitcoin Haven chỉ có 450 Bitcoin được đào ra hàng ngày mà thôi. Cho nên cho dù hôm qua là một ngày mà nhiều người kỳ vọng là có cái volume lớn thì sẽ dẫn đến là có cái dòng tiền lớn. Thì có nhiều người cũng cảm thấy được là hụt hẫng các bạn nhưng mà nhìn lại đó thì vẫn là một ngày rất là tốt. Và hôm nay đó thì chúng ta nhìn thấy được là thống kê thì Rayscale đã bán 199 triệu ngày hôm nay và con số này đó khi các bạn nhìn lại lịch sử bán của Rayscale đó thì lại tăng ngược trở lên các bạn tuần vừa rồi đó thì đi y như là chúng ta cũng đang nghĩ là càng ngày thì cái khối lượng giao dịch của Rayscale đã sẽ càng giảm xuống tại vì những ngày muốn bán đã bán rồi các bạn bây giờ chúng ta đã hơn cả tháng rồi và những đơn vị bán lớn giống như là FTX bán để mà trả tiền cho những nạn nhân sau này họ cũng đã bán chúng ta biết là công ty mẹ là công ty DCG thì họ cũng đã bán thì tại sao chúng ta lại một lần nữa thấy cái voi lại bắt đầu tăng trở lại tuần này thì các bạn đừng có quên là tuần vừa rồi đó chúng ta có một cái thông tin đến từ tòa án là cái công ty mà đã khai bảo vệ phá sản công ty Genesis có thể bán cái số lượng cổ phiếu GBC của họ là khoảng 1 tỷ ba để mà bắt đầu trả tiền cho những cái chủ nợ và 1 tỷ ba này đó là con số các bạn cũng đang nhớ là thường chia sẻ là tuy không nhỏ nhưng mà chúng ta cũng đã từng thấy con số lớn hơn 6 7 tỷ được bán bởi Rayscale cho một tháng thì đã được hấp thụ hết. Thì cái số này cũng không đáng lo ngại nhưng mà chúng ta có thể đang chứng kiến là cái số 1 tỷ 3 này đang được chia ra nhỏ hơn để mà bán hàng ngày. Đó là cái suy nghĩ của Thuận hiện tại. Đương nhiên chúng ta không có những cái dẫn chứng cụ thể. Nhưng mà đó là khả năng chứ còn không đó thì Thuận khó nghĩ đến lý do tại sao. Có gì bạn nói là cũng có thể là có nhiều người chốt lời. Thì cho là vậy đi các bạn. Nhưng mà chúng ta cũng đã thấy được là giá cả tăng rất là nhiều từ khi có Bitcoin Smart ETF. Sau đó đó các bạn đã nhớ là giá đã có một cái sự điều chỉnh xuống. Để Thuận zoom để các bạn nhớ. Khi mà có Bitcoin Smart ETF đó, đó chính là vào ngày 10 tháng 1 các bạn Sau đó một ngày là ngày 11 tháng 1 đó Thì chúng ta bắt đầu có giao dịch Bitcoin transport ETF Và nếu như mà trở về đó Thì chúng ta nhìn thấy được là giá Đã có cái sự điều chỉnh xuống là 38.500 đô Thì nếu như mà chúng ta chứng kiến hiện tượng chốt lời hiện tại đó Thì chúng ta đáng lý đâu phải thấy Cái dòng tiền rời khỏi những quỹ còn lại Tại vì chúng ta nhìn thấy được là những quý còn lại họ cũng có thể mua được ở những cái mức giá rẻ giống như là chúng ta nhìn thấy tháng vừa rồi chỉ có ba mươi mấy ngàn đô mà thôi. Nhưng mà ngược lại đó chúng ta thấy những quý còn lại đó thì cái số lượng họ quản lý cứ tăng lên theo thời gian cũng có thể là tại vì cái số lượng người chốt lời của Rayscale GBTC thì lại không có cái số lượng người mua tương ứng để mà mua cho nên mới dẫn đến hiện tượng này tại vì đây vẫn là cái quỹ mà có cái phần trăm phí cao hơn các bạn phí lên tới là 1.5% vẫn cao hơn rất là nhiều so với chúng ta nhìn thấy BlackRock chỉ có 0.12% mà thôi thì cũng có thể nhưng mà thuận nghĩ khả năng cao hơn là có ai đó bán với số lượng lớn có thể là tại vì chúng ta nhìn thấy China đang chia ra cái số 1.3 tỷ này đó là gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến dòng tiền và cái volume tôi đã chia sẻ đầu video rồi kế tiếp đó thì chúng ta thấy được là hàng ngày chúng ta nói rất là nhiều về bitcoin spot ETF và có rất nhiều bạn hỏi về cách các quỹ này hoạt động như thế nào tại vì vẫn còn có rất nhiều cái sự khó hiểu về cái Số lượng tiền dùng để mà mua cổ phiếu Bitcoin Spot ETF, số tiền đó dùng để mua Bitcoin thì nó hoạt động như thế nào? Cụ thể hơn thì đường chia sẻ một cách giải thích đơn giản thì có vài điều tôi muốn chia sẻ với các bạn. Điều đầu tiên đó thì các bạn đã nhớ là khi bắt đầu các quỹ ETF họ sẽ có sẵn một cái số lượng Bitcoin tại vì nếu không làm sao họ phát hành cổ phiếu ban đầu được các bạn và cái số lượng này đây gọi là seed fund và cái số này phải được chấp thuận bởi SEC. Ví dụ như các bạn đã nhớ là Bitwise thì họ cũng đã được cái sự chấp thuận là bắt đầu quỹ của họ với 200 triệu đô la. Điều thứ hai đó là các cổ phiếu Bitcoin ETF đầu tiên đó được mua từ market maker, nghĩa là những nhà tạo lập thị trường đó các bạn. Và họ có trách nhiệm là mua khi mà không ai mua và bán khi mà không ai bán cũng như là giữ cái sự liên kết giữa giá cổ phiếu ETF và giá của Bitcoin trên thị trường bằng cách là tạo ra hoặc là thu hồi cổ phiếu để mà giữ cân bằng. Có nghĩa là nếu như mà tình hình cổ phiếu giá nó có sự chênh lệch với lại cái giá của Bitcoin theo cái quy định họ đã đưa ra thì họ sẽ tạo ra thêm cổ phiếu hay là thu cổ phiếu về để có thể cân bằng lại cái mức ấn định một cổ phiếu là bao nhiêu Bitcoin Thì khi mà nói tới nhà tạo lập thị trường đó, Thì thường biết là trong thị trường crypto Chúng ta thường hay nghĩ đến là họ là những người Mà ở trong bóng tối làm những điều mờ ám các bạn Thì sự thật đó Những người tạo lập thị trường đó Là những người mà các bạn hay nhìn thấy trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ Những người mà họ hay bằng cáo vét Rồi họ cầm cái máy iPad đi vòng vòng đó các bạn Và họ thường hay đứng vòng vòng Những cái terminal như thế này Nhiệm vụ của họ là giữ cân bằng cho thị trường Và nhiệm vụ của họ đó là Cung cấp tính thanh thoảng cho thị trường các bạn thì họ cũng không phải là những người nào mà trong bóng tối như chúng ta thường hay nghĩ đến đâu đây là những người mà họ làm việc cho những công ty các bạn họ cũng ăn lương như chúng ta mà thôi chỉ là họ có những nhiệm vụ được trao cho họ để mà giữ cân bằng và giữ tính thanh khoản của thị trường chứng khoán một phần rất là bình thường trong thị trường chứng khoán hiện tại và họ cũng giữ cái vai trò đó khi mà chúng ta nói tới bitcoin spot ETF tại vì đó cũng là một chứng khoán đang được giao dịch hiện tại các bạn và một cổ phiếu đó thì tương đương với bao nhiêu BTC thì tùy thuộc vào cái cách tính của mỗi quỹ và cái số lượng cổ phiếu mà họ phát hành các bạn. Giống như chúng ta nói tới token đi thì một token đáng giá bao nhiêu thì dựa vào là có bao nhiêu token các bạn và ở trên ở thị trường là vốn hóa là bao nhiêu thì chia ra một token nó đáng giá bao nhiêu đó các bạn thì tùy theo họ quyết định mà thôi. Một cổ phiếu mà giá cao giá thấp thì không có nghĩa là nó tốt hay là xấu các bạn và đến cuối cùng đó thì tất cả đều neo theo giá BTC giá cổ phiếu của những cái quỹ Bitcoin Spot ETF này đã tăng hay là giảm thì không phải là do cung và cầu giống như những cổ phiếu bình thường mà cái mà quyết định tăng hay giảm đó chính là giá của BTC trên thị trường Spot Tại vì những cái cổ phiếu này neo theo giá của BTC cho nên mới gọi là Bitcoin Spot ETF các bạn. Điều thứ ba là ở thời điểm này đó các quỹ đã hoạt động hơn một tháng rồi như các bạn đã biết. À, từ ngày 11 tháng 1 tới bây giờ thì hàng ngày đó nếu như mà bạn mua hoặc là bán ETF thì khả năng cao bây giờ là các bạn mua bán nhiều những nhà đầu tư. Giống như là thùng muốn bán bạn muốn mua thì đương nhiên sàn sẽ kết nối thùng với các bạn. Giữa người mua và người bán giữa cung và cầu nhưng mà nếu như mà trong trường hợp ta có cái sự mất cân bằng ngắn hạn mà ngắn hạn ở đây đó là khoảng 24 tới 48 giờ một tới 2 ngày thì các nhà tạo lập họ có thể thu vào hoặc là bán ra mà họ không cần phải có sẵn cổ phiếu hoặc là tiền. Ví dụ như là bạn mua 10 cổ phiếu đi, hiện tại trên thị trường nó không có nguồn cung sẵn thì thuận là một cái market maker một nhà tài lập thị trường thuận có thể là giao cho bạn 10 cổ phiếu nhưng mà thật ra nó như cái dạng giấy nợ mà thôi tại vì bản thân thuận cũng không có sẵn 10 cổ phiếu tại vì nếu có thuận đã bán trực tiếp cho bạn rồi tại vì thuận là market maker nhưng mà nếu không có sẵn đó thuận vẫn có thể giao cho các bạn 10 cổ phiếu đó nó chỉ là con số trên màn hình mà thôi các bạn nhưng mà trong ngày hôm đó vài tiếng sau đi giả sử như có ai đó lại bán 10 cổ phiếu ETF thì thuận sẽ giao 10 cổ phiếu đó cho bạn và tiền của bạn sẽ giao cho người đó có nghĩa là nhà tạo lập thị trường nó trong một khoảng thời gian ngắn giống như là một tới hai ngày thì có thể là kết nối cung và cầu cho dù nó không xảy ra cùng một lúc các bạn và tùy theo quỹ ETF họ có thể mua BTC hoặc là bán bịch con cho quỹ của mình trong vòng 24 tới 48 giờ hay là chúng ta thường hay nói tới là thi cộng 1, thi cộng 2 các bạn nghĩa là cái ngày giao dịch cộng 1 ngày hay là ngày giao dịch cộng 2 ngày là cái ngày mình, nghĩa là cái ngày thanh toán. Nhưng mà nào mà giao dịch chứng khoán ở Hoa Kỳ các bạn sẽ biết là khi các bạn bán cổ phiếu đi thì các bạn bán được liền ở cái mức giá đó nhưng mà các bạn phải chờ 1 2 ngày sau thì các bạn mới thấy tiền trong cái danh mục của mình rồi sau đó mới có thể rút hay là dùng tiền đó để mà mua cái cổ phiếu khác được. Và điều này đó là cái hoạt động mà bên trong của những quỹ Bitcoin Spot ETF. Đối với một người mà giao dịch bình thường như là thôi các bạn đó thì cũng không cần quan tâm nhiều đâu tại vì trên màn hình này, các bạn sẽ nghĩ là mua được liền hoặc là bán được liền À, cái này gọi là volume giao dịch các bạn Những gì chúng ta thấy được là những cái giao dịch này đó, là cái khối lượng à, Và điều thứ tư tôi muốn chia sẻ với các bạn Đó chính là trong trường hợp mà cầu nhiều hơn cung Sau 24-48 giờ tùy theo quỹ Thì cái số tiền được dư ra Có nghĩa là các bạn thấy được là sau khi mà họ đã cố gắng Để mà kết nối cung với cầu rồi đó Mà cái số tiền vẫn dư ra Có nghĩa là nguồn cầu rất là nhiều Thì họ sẽ dùng số tiền đó để mà mua BTC để mà dự trữ Nếu không đó thì cái số cổ phiếu đó không có đủ BTC để mà đảm bảo uh, trên thị trường các bạn và trường hợp mà cung nhiều hơn cầu đó sẽ ngược lại, Bitcoin sẽ được bán bởi các quỹ. Cái này gọi là dòng tiền, cho nên cái mà chúng ta nói tới ở cuối ngày đó thường đó chính là dòng tiền. Cuối cùng đó thì tất cả mua bán đó quy ra là dòng tiền vào hay là ra nhiều hơn và điều thứ năm là những quỹ sẽ dùng sàn OTC để mua hoặc bán BTC nghĩa là những cái sàn thỏa thuận dòng ngoài này các bạn điều này thì nhiều bạn cũng đã biết nhưng mà trong trường hợp mà sàn OTC không có đủ cung hoặc là cầu đó thì họ phải dùng sàn spot mà thôi nếu không đủ BTC dự trữ đó thì sẽ vi phạm luật và quy định của SEC cái này có thể dẫn đến là quỹ của họ có thể bị phạt và khách hàng sẽ không tin nữa sẽ dẫn đến là họ sẽ thấy cái số tiền khách hàng sẽ chuyển qua những quỹ khác và có thể là bị đóng quỹ đó cho nên họ sẽ không muốn làm như vậy và nếu như mà có quá nhiều BTC mà không có cái số lượng à, cổ phiếu nhiều như vậy đó thì họ sẽ dẫn đến là tiền bị chôn một chỗ các bạn và đây là cách giải thích đơn giản đương nhiên nó có nhiều yếu tố khác nó ảnh hưởng đến quá trình này như là chúng ta nói tới là ngày lễ như là mới đây đó cuối tuần à, có nhiều công ty họ phải hedge có nghĩa là họ phải quản lý rủi ro các bạn giống như là lợi như giá BTC tăng thì như thế nào giảm thì ra sao khi mà trong cái trường hợp 24 hay 48 giờ đó các công ty trung gian cũng có thể là tự dự trữ cổ phần riêng cho họ để họ có thể là tự tung ra trên thị trường khi cần thiết. Chi phí vận hành quỹ như thế nào có thể ảnh hưởng đến việc làm họ trade một tuần bao nhiêu lần, mua và bán theo lô để có giá xỉ. Những cái này nó sẽ ảnh hưởng tới chiến lược của họ và mỗi một cây quỹ sẽ có một chiến lược khác nhau các bạn và chúng ta cũng sẽ không biết hết đâu. Đây là cái cách giải thích đơn giản nhất. Hy vọng là sau khi Thuận chia sẻ phần này các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cái hoạt động của Bitcoin Swap ETF là như thế nào và tại sao nó lại có cái sự ảnh hưởng gián tiếp hoặc là trực tiếp đến thị trường khi mà chúng ta nói tới cái dòng tiền đi vào tóm lại đó dòng tiền đi vào càng nhiều càng tốt tại vì chúng ta nhìn thấy được là càng nhiều thì dẫn đến là cái lực mua càng cao và sàn OTC cũng có cái lực bán có hạn thôi các bạn dẫn đến là cái số dư ra sẽ phải mua bán ở trên sàn spot bình thường ngoài trừ cái thông tin này ra đó thì các bạn thấy là BlackRock uh, họ sẽ tổ chức một cái hội nghị thượng đỉnh tài sản được số chỉ dành cho các tổ chức đầu tư ngày mai mà thôi. Và thật ra thông tin này đó rất là khó để mà tìm các bạn, không có thông tin gì trên Google hết, chỉ là chúng ta có những người như là Dan Mohan thì đây là CEO của Pantera Capital cũng đã chia sẻ trên X là ông sẽ đi dự cho nên chúng ta mới biết. Và hình như là Brad Gallinghouse có nghĩa là CEO của Ripple cũng sẽ đi dự ngày mai. Các bạn thấy được đây có thể là một trong những cái hội nghị kín để có thể là thúc đẩy những công ty tổ chức tiếp tục tham gia vào thị trường Bitcoin này. và để tiếp tục đó thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục nói tới đề tài Bitcoin ETF nhưng mà bây giờ chúng ta hãy chuyển qua đến nước Úc đi. Thì có một cái thống kê cho thấy là sau khi mà có Bitcoin Spot ETF rồi đó thì cái sự nhìn nhận về cái sự ảnh hưởng của Bitcoin cũng như là cái nhận thức về Bitcoin đã tăng lên nhất là ở nước Úc các bạn và có nhiều cái thống kê bên dưới này cũng khá là thú vị. Các bạn có thể để ý đến cái phần cột màu xanh đậm này và cái cột màu cam của màu cam đó là cái nhận thức của những người mà họ đã thích Bitcoin trước đây rồi và cái cột mà màu xanh đậm này là nhận thức của những người sau khi mà họ biết có Bitcoin Spot ETF họ đã có cái nhìn tốt hơn về thị trường này có thể nghĩ như thế này các bạn chúng ta trước đây đã có thể có nhiều người họ không có theo dõi thị trường này và nếu như mà họ chỉ xem những cái phương tiện truyền thông truyền thống đó thì có thể là họ sẽ có cái nhìn là không tốt về thị trường này nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là sau khi có Bitcoin Spot ETF rồi đó thì nó hầu như cho thấy thị trường này là một cái thị trường gọi là đã là một phần lớn của thị trường chứng khoán và nếu như mà được giao dịch trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ thì coi như là Bitcoin không còn là lừa đảo nữa các bạn nhưng mà trên thực tế đó đó chỉ là cái quan điểm của họ mà thôi trong vòng bao nhiêu năm qua đó trên thị trường chứng khoán có biết bao nhiêu lừa đảo các bạn chúng ta nói tới Enron chúng ta nói tới WorldCom chúng ta nói tới rất nhiều những công ty cuối cùng là lừa đảo trên thị trường chứng khoán nhưng mà cái quan điểm của nhiều người đó là miễn là cái gì đó được list trên thị trường chứng khoán thì cái đó không phải là lừa đảo và Bitcoin cũng như vậy các bạn khi có Bitcoin Smart ETF rồi đó thì các bạn nhìn thấy là cái cột màu xanh này đã có sự tăng trưởng hầu hết tất cả các lứa tuổi luôn nhưng mà chúng ta nhìn thấy được lứa tuổi 18 tới 24 đó thì có thêm 26% của những người trong lứa tuổi này khi mà được hỏi ở nước Úc đó thì nói là họ đã có cái nhìn lạc quan hơn tại vì có Bitcoin Smart ETF nhưng mà cái nhóm mà có cái sự thay đổi lớn nhất đó là từ 35 tới 44 tuổi các bạn có thể đây là cái nhóm người mà họ thật sự quan tâm đến tích lũy tài sản trước đó cũng quan tâm nhưng mà có thể là không có nhiều tiền để tích lũy cái lương cũng không phải là cao thường đó thì người ta nói là từ tuổi 30 tới tuổi 50 là cái lứa tuổi mà các bạn có thể kiếm được nhiều tiền nhất thường là như vậy thì có thể đây lý do tại sao những cái lứa tuổi này đó từ 35 tới 44 đó thì họ thường quan tâm đầu tư nhiều hơn là những lứa tuổi nhỏ hơn nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là những cái lứa tuổi còn lại đó cũng có sự thay đổi nhất là cái lứa tuổi là 65 cộng các bạn những bạn này đó thì đã có khoảng chừng 14% đã có cái nhìn lạc quan hơn tại vì có Bitcoin Spot ETF nó mang cái tính chất gần như là quảng cáo bị Bitcoin luôn các bạn và bên dưới này đó là cái thống kê cũng đến từ cái bài bỏ phiếu này các bạn và cái thống kê này liên quan đến là cái số lượng người muốn có Bitcoin Spot ETF ở trên sàn chứng khoán ở nước Úc thì cũng như chúng ta nhìn thấy bên trên cái lứa tuổi mà muốn có Bitcoin Spot ETF ở trên sàn chứng khoán đó chính là lứa tuổi từ 35 tới 44 các bạn nhiều nhất là 30%, kế đó là từ 25 tới 34 thì cũng gần bằng các bạn là 29%. Nhưng mà các bạn nhìn thấy được là rất rõ ràng, bitcoin tiền kỹ thuật số nó vẫn là một cái gì đó nó nghiêng về à, những người trẻ tuổi hơn. Nhưng mà những người lớn tuổi đó thì cũng thích các bạn. Giống như những bài nào mà 65 cộng, đó, thì chúng ta nhìn thấy được là có 6% muốn có thể giao dịch bitcoin smart ETF trên sàn chứng khoán ở nước úc và tùy theo là các bạn hỏi là họ muốn giao dịch dài hạn hay ngắn hạn những người nào mà muốn giao dịch dài hạn giống như là họ mua rồi họ hô dài hạn đó thì phần lớn những người này họ vẫn chưa có ra quyết định là họ muốn tự lưu trữ Bitcoin hay là họ muốn lưu trữ Bitcoin Spot ETF. Sự khác biệt là Bitcoin Spot ETF đó phải trả phí hàng năm trong khi các bạn tự lưu trữ Bitcoin. Thì đương nhiên có những cái rủi ro khi các bạn tự lưu trữ Bitcoin nhưng mà các bạn không cần phải trả phí và cái biểu đồ cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà nói tới những thông tin ở bậc khác đó các bạn nhìn thấy được đây là cái thống kê uh, cái cột năm 2024 đó là cái cột mà màu xanh lá cây các bạn thì cái cột này là cái cột cho chúng ta nhìn thấy được là cái số lượng người sở hữu crypto ở nước úc như thế nào tính theo phần trăm của những lứa tuổi này thì uh, các bạn nhìn thấy được một cái điều thú vị là cái lứa tuổi từ 18 đến 24 ấy, thì năm 2021 là cái năm mà có nhiều meme coin thị trường sôi động thì uh, các bạn nhìn thấy được là hơn bất nữa người úc lứa tuổi từ 18 đến 24 là có crypto nhưng mà tới bây giờ đó thì chỉ còn khoảng chừng là 34% mà thôi cũng đã tăng so với năm trước đó các bạn nhưng mà các bạn nhìn thấy được là những lứa tuổi như là từ 25 tới 34 đó thì không thay đổi nhiều trong vòng 3 năm qua có thể tại vì họ lớn tuổi hơn họ lưu trữ những cái đây, đồng khác những cái lứa tuổi nhỏ hơn họ thích chân nằm im khô nhiều hơn cũng có thể. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là từ 35 tới 44 đó thì cũng không thay đổi nhiều. Từ 45 tới 54 cũng như vậy. 3 năm qua thì cũng cỡ đó các bạn. Nhưng mà cây lứa tuổi từ 55 đến 64 đó thì lại có sự thay đổi các bạn. Theo hàng năm thì càng nhiều người hơn lưu trữ crypto trong lứa tuổi này và 65 cộng cũng như vậy các bạn. Theo hàng năm đó thì càng ngày càng có nhiều người trong lứa tuổi này sở hữu crypto hơn sở hữu Bitcoin hơn. Và đây là thống kê liên quan tới uh, Bitcoin đã tin được Úc các bạn. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới một số những tin tức khác thì trước hết chúng ta có thể nhìn thấy được là vốn hóa ngày hôm nay đã, tuy đã giảm 1.4% nhưng mà vẫn hơn 2.000 tỷ các bạn. BTC đó thì uh, xuống hiện bây giờ là mức 51.520 thì giảm 1% so với ngày hôm qua dựa theo con -go. nhưng mà những cái o thì giảm nhiều hơn các bạn những o lớn nó thì giảm khoảng chừng là 2 tới 5% thì rất rõ ràng chúng ta nhìn thấy được crypto bubble ngày hôm nay thì phần lớn như o là màu đỏ giảm cũng cỡ đó các bạn những o nhỏ hơn thì giảm khoảng chừng là 7 8%. Nói chung là một ngày mà chúng ta có một cái sự điều chỉnh nhỏ trên thị trường. Còn về Ethereum đó, thì có hai điều tôi muốn chia sẻ. Thứ nhất là chúng ta cũng đang biết là có những cái đơn để có Ethereum Spot ETF đã đang được duyệt bởi SEC. Tới tháng 5 chúng ta mới biết được kết quả cuối cùng là như thế nào. Nhưng mà các bạn thấy được bây giờ là cái thời điểm mà SEC đang trưng cầu ý kiến của người dân về có nên cho phép có Ether Spot ETF hay là không. Và chúng ta thấy được là Coinbase thì tổng trưởng lý đó chính là Paul Greenwald thì cũng đã viết một cái lá thư gửi đến SEC để mà thúc đẩy sự chấp thuận của Ether ETF các bạn. Và với lý do rất đơn giản tại vì thứ nhất là có nhu cầu để cho người ta trade Ethereum Spot ETF nếu như không có nhu cầu thì những cái quỹ họ cũng đâu có rảnh đâu để mà đệ đơn cho SEC. Thứ nhì nữa là Ether không phải là chứng khoán. Cái này đó là một cái đề tài mà chúng ta cũng thường nói đến rất là nhiều rồi các bạn. Nhất là nó xuất hiện ở trong cái bối cảnh cái sự kiện tụng giữa SEC và Ripple có vài điều thứ nhất là cái giám đốc hình mình trước đây của SEC đó đã từng tuyên bố Ether không phải là chứng khoán. Chúng ta cũng thấy được là Ethereum Futures ETF đã được thông qua bởi SEC. Thì tuy là Gary Gensler hay là SEC chưa bao giờ công nhận Ether không phải là chứng khoán nhưng mà họ cũng chưa bao giờ nói Ether là chứng khoán trong tất cả đơn kiện. Cũng giống như là hành động của họ cho phép Ether Futures ETF được thông qua thì coi như cũng là một hành động cho thấy họ không xem y tờ để chứng khoán. Thêm vào đó nữa là các bạn cũng đừng quên là đơn vị CFTC, đây là cái đơn vị quản lý hợp đồng tương lai và hàng hóa thì đã xem y tờ là hàng hóa rồi. Và nếu như cái gì đó hàng hóa thì không thể nào là chứng khoán được các bạn. Thì đây là cái lập luận đến từ Paul Rewar. Và những cái chân cầu ý kiến này nó chỉ là một cái chiến lược câu giờ thôi đối với thường này như vậy. Tại vì SEC có thể trì hoãn lên tới 240 ngày khi mà có một cái đơn ETF. Những cái chân cầu ý kiến này đó thì thường cảm thấy là họ cũng đọc qua mà thôi chứ nó không có ảnh hưởng gì đâu. Tại vì những cái này không phải là bài bỏ phiếu các bạn. Và người mà có quyết định bỏ phiếu cuối cùng đó chỉ là những ủy viên của SEC mà thôi tổng cộng là có 5 người như các bạn đã biết trong đó tính luôn cho Gary Gensler thì chỉ 5 người đó mới có thể bỏ phiếu là ETF được thông qua hay là không, Thì còn những cái chân cầu ý kiến này là chỉ là giống như là tài liệu họ để đó mà thôi. Và đối với Ether đây thì cũng tương tự như là Bitcoin các bạn chúng ta cũng thường hay thấy những cái sự chia sẻ là có những cái ví đột nhiên xuất hiện tích lũy nhiều Bitcoin mà chúng ta không biết là qua giống như là cái ví Mr 100 chúng ta đã nói tới gần đây thì Ether cũng như vậy các bạn, có những cái ví xuất hiện gần đây đó dựa theo Spot on Chain thì uh, đã có một cái ví xuất hiện ngày hôm qua Đột Ngột tích lũy 166 triệu Ether à, và trong đó cái phần lớn là đến từ sàn Binance và cái phần còn lại là đến từ sàn 1inch. Hôm nay đó chúng ta thấy được là cá vôi này lại tích lũy thêm, tổng cộng là 39.85 triệu. Trong đó các bạn thấy được là 29.85 triệu là tích lũy trên sàn Binance và phần còn lại là 10 triệu dùng USDT để mua trên sàn 1inch. Và các bạn nhìn thấy được là trong vòng chỉ 3 ngày thôi cá vôi này đã tích lũy tổng cộng là 185 triệu đô la rồi. Và và họ cũng vừa rút ngày hôm nay là 40 triệu Tether từ sàn Binance. Không biết làm gì các bạn có thể là sử dụng cái này để tiếp tục thu mua Ether cũng có thể. À, không biết đây là ai các bạn có thể là một trong những công ty mà họ đang chờ đợi có Ether ETF cho nên họ tích lũy hay là có một cá vôi nào đó. Họ nhìn thấy được giá cả của Bitcoin trước khi mà có Bitcoin ETF nó tăng như thế nào thì họ mua để chờ đợi sự kiện tương tự xảy ra cũng có thể. Nhưng mà hôm nay đó chúng ta thấy được là có cái thông tin lớn, đó chính là cái thông tin liên quan đến Fed đã nói gì. Nhưng mà trước hết thì nhìn vào chứng khoán Hoa Kỳ các bạn nhìn thấy được hôm nay là một ngày mà cũng không có nhiều cái sự thay đổi lớn. Tuy các bạn nhìn thấy được là Nasdaq giảm 0.32 nhưng mà hai chỉ số còn lại đó S&P 500 và Dow Jones thì tăng 0.13. Pre-market thì đang xanh các bạn. Tôi nghĩ phần lớn là đến từ Nvidia tại vì công ty này đã có một cái quý 4 rất là tốt. Tôi sẽ chia sẻ một lát nữa với các bạn. Nhưng mà các bạn nhìn thấy ba chỉ số bây giờ đang rất là xanh. Nasdaq Future tăng 1.45, chúng ta có S&P Future tăng 0.7. Dow Future thì xanh nhưng mà hầu như không thay đổi nhiều các bạn, tăng 0.07%. Vàng đó hôm nay mức là 2036 đô cho một ounce vàng. Và hợp đồng của dầu thì sao các bạn hợp đồng của dầu đó là mức là 78 đô, không thay đổi nhiều so với lại ngày hôm qua chúng ta trước có thể nói về những gì Fed chia sẻ ngày hôm nay. Đây là thông tin lớn nhất trong tuần này khi mà nói tới sự kiện tài chính thì biên bản họp của Fed đã có rồi các bạn. Và các bạn đã nhớ là sau cuộc họp vào tháng 1 đó thì sau đó 3 tuần thì sẽ có cái biên bản họp chính thức. Và cái chúng ta muốn xem là những gì được chia sẻ bởi Chủ tịch John Powell có trùng hợp, trùng khớp với lại những gì được nói đến trong cuộc họp hay là không. Và các bạn thấy được là những quan chức của Fed đã nói là họ không vội vàng giảm lãi suất và đã biểu lộ cả sự lạc quan lẫn thận trọng về lạm phát. Và Fed tỏ ra tự tin hơn là lạm phát đang hạ nhiệt. Tuy nhiên các quan chức lưu ý là họ muốn thấy thêm bằng chứng trước khi bắt đầu giảm lãi suất. Đồng thời đó nói là chu kỳ tăng lãi suất có thể đã kết thúc rồi và biên bản này nói chung cũng không có khác gì nhiều so với gì mà được chia sẻ bởi trường Tròn Paul không gì là bất ngờ hết các bạn chúng ta đều biết là năm nay đó thì Fed muốn giảm lãi suất nhưng mà có thể là phải chờ đến hè thì mới bắt đầu à, và hy vọng là mọi thứ đó, theo cái lịch trình các bạn có nghĩa là chúng ta tiếp tục thấy lạm phát sẽ tiếp tục giảm xuống thì họ mới bắt đầu là giảm lãi suất trong năm nay và kỳ vọng là ba đợt giảm lãi suất không gì thay đổi hết các bạn và chúng ta thấy được là Nvidia đó là công ty mà mọi người chờ đợi cuối cùng đã không làm cho mọi người thất vọng các bạn. Họ đã có một cái quý bốn rất là tốt. Các bạn nhìn thấy được là họ tính cái doanh thu của họ tổng cộng là 22.1 tỷ đô la so với lại ước tính là 20.62 và các bạn nhìn thấy được là tính theo mỗi cổ phần đó là 5.16 cent so với lại ước tính là 4.64 những cái ước tính đã cao rồi các bạn cho nên nhiều người lo lắng là không biết Nvidia đó họ có doanh thu cao gì hay là không cổ phiếu này đã đang rất là nóng lý do tại vì liên quan tới AI các bạn tại vì các bạn đã biết là Nvidia là công ty mà trước đây đó họ chủ yếu làm card đầu họa và một thời gian dài đó card đầu họa của họ dùng để đào Ether thì sau này không còn proof of work cho Ether nữa thì nhiều người lo lắng là bây giờ ai sẽ mua nhiều cái card đầu họa của Nvidia nhưng mà các bạn thấy được là họ đã chuyển qua để mà làm những con chip để cho những công ty sử dụng những cái con chip đó để mà bắt đầu train AI của họ dẫn đến là cái sức nóng liên quan đến nhu cầu của những cái con chip này của Nvidia và các bạn thấy được là cái doanh thu của họ đã tăng 265% và cổ phiếu của họ đây lại đã rất cao rồi các bạn nên biết là cổ phiếu này đó một năm qua đã có cái sự tăng trưởng tổng cộng là 226% năm qua và các bạn nhìn thấy được là hôm nay đó sau khi có thông tin thì lại tăng thêm 9.07 khi mà thị trường đóng cửa các bạn After hour trading, thì chúng ta có thể nhìn thấy được một thông tin khác nữa, thì khác với lại công ty Nvidia, Rivian là công ty mà họ sản xuất xe điện đó, thì đáng tiếc họ đã không có vốn như là mong đợi các bạn, và họ đã đưa ra cái ước tính cho năm 2024 đó, đáng lý đâu là họ sẽ giao tổng cộng là 81.700 chiếc xe, nhưng mà các bạn thấy được là ước tính của họ cho năm nay họ chỉ giao được có 57.000 chiếc xe mà thôi, và dẫn đến cổ phiếu của họ đã lao dốc. 15.2 khi mà có tin các bạn và các bạn thấy được là họ cũng đã quyết định là họ sẽ cắt giảm 10% nhân viên của họ chúng ta cũng có thông tin liên quan đến Trung Quốc tôi sẽ chia sẻ cái phần còn lại nó nhanh hơn một chút các bạn tại vì cái video cũng đã khá dài rồi thì chúng ta thấy được là Trung Quốc đó lại tiến thêm một bước nữa bây giờ họ cấm các tổ chức đầu tư giảm cái lượng cổ phiếu lưu trữ hiểu đơn giản là cấm bán thì hiểu đơn giản là gì các bạn có nghĩa là trong một ngày họ có thể là mua và bán nhưng mà tới cuối ngày đó thì cái số lượng cổ phiếu không thể thấp hơn là có số người bắt đầu và sẽ thành lập một đội đặc nhiệm để mà theo dõi ai đang số cổ phiếu. Và cách đây 3 tuần nữa các bạn cũng đã biết là Trung Quốc ra lệnh cấm một số sàn cho mượn cổ phiếu để short. Nói chung thì bây giờ họ không muốn bất cứ ai cản trở cái sự tăng trưởng của thị trường cổ phiếu. Họ muốn thị trường cổ phiếu phải tăng mới được các bạn. Và chúng ta biết là Trung Quốc gần đây, đây thì cũng đã thực hiện vô số những cái chiến lược như là giảm lãi suất để mà kích thích nền kinh tế rồi. Chúng ta hãy nói tới Hồng Kông đi. Thì hôm nay chúng ta nhận được thông tin là Hồng Kông đã công bố kế hoạch trình bày các dự luật quản lý đối với stablecoin đồng ổn định và sàn giao dịch crypto OTC lên hội đồng lập pháp một cách nhanh chóng, coi như là họ muốn nhanh chóng có luật liên quan đến sàn OTC cũng như là stablecoin. Đây là tiếp tục là những cái sự tiến tới của Hồng Kông các bạn để họ có thể là mở cửa cho cái sự giao dịch crypto nó rộng rãi hơn. Thế bây giờ đó thì các bạn biết là Hồng Kông đã bắt đầu có những sàn giao dịch là từ tháng 6 của năm ngoái nhưng mà những sàn lớn đó, như thùng biết giống như những sàn à, giống như là bybit ấy, thì vẫn chưa được hoạt động các bạn và năm vừa rồi đó thì ước tính là cuối năm ngoái thì những cái đơn xin hoạt động sẽ được duyệt đến bây giờ hồng kông chỉ có một hai sàn hoạt động mà thôi và họ hoạt động rất là hạn chế cho nên chúng ta vẫn chưa thực sự thấy cây volume cái cây lực mua đến từ hồng kông rồi các bạn và chúng ta hãy nói tới Hoa Kỳ đi thì Ủy ban Tài chính Hạ viện đã thông qua một dự luật nhằm cấm chính phủ Hoa Kỳ phát hành tiền kỹ thuật số quốc gia hay còn gọi là CBDC tại vì họ tin CBDC là công cụ giám sát tài chính cho phép chính phủ kiểm soát đời sống tài chính của công dân. Bước kế tiếp đó, thì cái này chỉ được thông qua bởi Ủy ban Tài chính Hạ viện thôi các bạn. Bước kế tiếp là phải tranh luận và bỏ phiếu tại Quốc hội như là Hạ viện và Thượng viện. Nếu được thông qua thành luật nên dự luật cho dân biểu uh, Davidson đề xướng sẽ không chỉ cấm phát triển CBDC mà còn áp đặt hạn chế về việc sử dụng quỹ liên bang cho việc thiết kế và thành lập CBDC. Và những người mà ủng hộ crypto đó ở trong uh, quốc hội thì họ không ủng hộ CBDC tại vì họ cảm thấy được là tiền kinh số quốc gia là một cái công cụ để mà giám sát người dân cho nên họ không thích các bạn, họ thích crypto giống như Bitcoin và Ether hơn cho nên chúng ta mới thấy có những cái luật như thế này. Quỹ ban tài chính Hạ Viện là một nơi mà có rất nhiều fan của crypto chúng ta cũng có công ty Forbes các bạn thậm chí Forbes tập đoàn truyền thông toàn cầu đã mua một mảnh đất ảo trong Metaverse uh, của Sandbox để mà khuyến khích tương tác, giao lưu và hợp tác trong cộng đồng Web3 và không gian số mới của họ đã có hồ bơi sang trọng. <laughs> Thường không nghĩ rằng coi cái này là hồ bơi sang trọng đâu các bạn nhưng mà cái đó là những cái lời chia sẻ bởi họ uh, và quầy ba lịch lãm và phòng trưng bày rộng lớn kỷ niệm những người nhận giải Under năm 2024 cũng đỡ là họ chọn năm 2024 này rồi các bạn chứ nếu không thì đã có hình của Sandbox Free rồi. Rồi. tại vì năm 2021 đó Sam đã được lên trên tạp chí force tôi tôi thì các bạn nghĩa là 30 người giỏi dưới 30 tuổi thì mỗi yếu tố thiết kế được lựa chọn cẩn thận để tạo ra một môi trường hấp dẫn và kích thích thị giác khuyến khích khách tham quan, khám phá và tương tác. Ít ra đây là cái sự chia sẻ đến từ Forbes. Thì Forbes cũng đã bổ sung mã QR vào khắp thu vực đất ảo của mình trong The Sandbox. Khi người dùng quét cái mã QR này ra họ sẽ được dẫn đến nội dung độc quyền, thông tin chi tiết hoặc là trải nghiệm đặc biệt. Từ đó phong phú thêm kiến thức của họ về công nghệ và Metaverse. Các bạn thấy được cái tạp chí Forbes này đó là tạp chí mà các bạn cũng đừng quên là trước đây đã không ủng hộ crypto cho đến khi nào các bạn, cho đến năm 2000 22 các bạn điều gì đã xảy ra đó chính là tạp chí Forbes lúc đó đã được một số tiền lớn đến từ Binance Binance đã châm vào tạp chí Forbes là 200 triệu các bạn nghĩa là họ là một trong cổ đông lớn của, của tạp chí Forbes thì đương nhiên hiện giờ đó thì tạp chí Forbes là một trong tạp chí mà rất là ủng hộ và thiên về crypto các bạn và chúng ta cũng có một cái bài viết đến từ Contegraph tôi không biết là họ muốn tạo ra phớt hay là thực sự họ lo lắng tại vì ngày hôm qua đó chúng ta cũng đã nghe là đồng stablecoin USDC của Circle họ ra quyết định là sẽ không hỗ trợ mạng lưới Tron nữa bắt đầu là từ ngày hôm qua và những bạn nào mà đang lưu trữ USDC trên Tron thì vẫn có thể gửi vẫn có thể là bán được nhưng mà tới năm 2025, một năm nữa thì họ sẽ ngừng hỗ trợ hoàn toàn. Thì đương nhiên có nhiều người cũng đặt câu hỏi là tại sao và chúng ta cũng không nhận được cái câu trả lời. À, và hôm nay đấy thì ContraRap cũng đã hỏi công ty Tether à, là có ý định tiếp tục hỗ trợ mạng lưới Tron hay là không tại vì USCC đã nói là không hỗ trợ ngày hôm qua. Thì công ty Tether không trả lời trực tiếp chỉ nói là đồng Tether trên rất nhiều mạng lưới khác nhau. Chỉ vậy thôi các bạn. Cho nên nhiều người nói là tại sao họ lại không trả lời trực tiếp À, với Conte mà chỉ trả lời dòng do như vậy thì đây là cái thông tin thường chưa biết hiểu là nó có mang tính chất gì hay không hay là tại vì uh, công ty Conte họ chỉ muốn chia sẻ để có thể là có nhiều view hay là gì đó nhưng mà đây là cái thông tin mới nhất Thuận muốn chia sẻ với các bạn chỉ còn chưa có nghe thêm bất cứ cái tin tức gì trực tiếp từ tether hết và liên quan tới đô coin thì hôm nay chúng ta đã có cái phán quyết cuối cùng đến từ tòa án tối cao ở Montenegro đó chính là tòa án tối cao đã ra lệnh là Do Kwon sẽ bị dẫn độ về Hoa Kỳ. Các bạn đã nhớ là Đô Con nói là không muốn như đầu chuyện Hoa Kỳ. Sau đó đã trắng án ở tòa án. Rồi sau đó thì nói là muốn được dẫn độ về Hoa Kỳ. Rồi sau đó nói là không muốn dẫn độ về Hoa Kỳ. Rồi lại án thêm lần nữa. Và tới cuối cùng thì các bạn thấy được tòa án tối cao đã ra quyết định cuối cùng ngày hôm nay là sẽ bị dẫn độ về Hoa Kỳ. Khi nào thì đang chờ lên lịch vẫn chưa biết được các bạn. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong một video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Alineax và một số những dịch khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn